Mới đây, người nhà danh ca Lệ Thu, giọng ca vàng 10 đã chút hơi thở cuối cùng trên đất Mỹ. Sau khi nữ danh ca phải chống chọi với COVID-19 tại bệnh viện Orange Quest Memorial sau hơn một tháng nhiễm bệnh. Trước đó, danh ca Lệ Thu phải điều trị tại phòng hồi sức tích cực suốt 3 tuần. Bà nhiễm nCoV khoảng 1 tuần mới nhập viện Orange Quest Memorial ở Fountain Valley, California. Trong quá trình chữa bệnh, bà từng hồi phục, nhưng sau đó diễn biến xấu do tiền sử tiểu đường. Bà không được gặp người thân nhiều ngày, gia đình chỉ nắm tình hình có bác sĩ để đảm bảo nguyên tắc phòng dịch. Sau đây mời quý thính giả cùng tìm hiểu về tiểu sử và con đường sự nghiệp của danh ca Lệ Thu, để hiểu tại sao khi 70 tuổi mà danh ca vẫn được mời rất nhiều show ca nhạc. Cuộc đời Lệ Thu trong trẻo, thật thà đến khờ dại, luôn đánh rơi những gì ngỡ như đã cầm được trên tay. Trong số ca sĩ lừng danh ở hải ngoại, Lệ Thu đã được đánh giá là giọng ca vàng 10, với âm sắc đầy nội lực, bay bổng và sang trọng. Có những ca khúc trở nên độc quyền của Lệ Thu khó ai sánh kịp. Mặc cho duyên kiếp có nhiều trắc trở, nhưng Lệ Thu đã vượt lên trên số phận. Cuộc đời Lệ Thu trong trẻo, thật thà, đến khờ dại, luôn đánh rơi những gì ngỡ đã cầm được trên tay. Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh năm 1943, tại Hải Phòng. Cái tên khai sinh này có số phận kỳ lạ. Cô bé Oanh được ông trời ban cho phước lành, sống sót sau 7 anh chị em trước đó lần lượt ra đi. Năm 1953, hai mẹ con Bùi Thị Oanh đều cứu nhau vào Sài Gòn sinh sống, tại khu chợ Vườn Chuối. Đó là một cuộc chạy trốn số phận của kiếp còn thêm vượt lẽ, chuyên chuyên khổ ải. Nhưng ở miền đất mới này, cô bé Bùi Thị Oanh đã trở thành một con người khác khi được học một thầy đàn ở gần nhà. Một năng khiếu âm nhạc bẩm sinh và giọng hát thiên phú được cất cánh. Đầu năm học lớp 12 năm 1959, Bùi Thị Oanh đi dự sinh nhật bạn cùng lớp tại phòng trà ca nhạc Bồng Lai. Cô đã bị bạn bè thúc lên hát tặng ngày vui. Bùi Thị Oanh lúng túng không biết hát bài nào cho hợp. Nhưng khi ấy những câu hát trong bài Tà Áo Xanh sáng tác Đoàn Chuẩn Từ Linh bỗng vang lên. Thế là cô cất tiếng hát, những âm sắc non tơ vắt ngọt lịm lòng người. Nỗi niềm khắc khoải của một cuộc tình chia xa làm tê tái hồn người nghe. Cùng lúc đó, ông chủ phòng trà sửng sốt chăm chú. Ngay lập tức, ông đề nghị Bùi Thị Oanh ký hợp đồng biểu diễn thường xuyên. Bùi Thị Oanh vui sướng tột độ và lấy tên nghệ danh Lệ Thu để giấu mẹ lén đi biểu diễn hàng đêm. Cái tên Lệ Thu thật ra như một phản xạ tự nhiên nhưng lại là ẩn ức trong cuộc đời đẫm nước mắt của chính cô. Cuộc tình đầu tiên với anh chàng phi công thật chóng vánh, chỉ sau 2 tháng hôn nhân khi mới chớm tuổi 18. Giọng hát của Lệ Thu đã làm mê mẩn tâm hồn người lính này. Khi cưới về, chàng phi công mới vỡ lẽ, cô ca sĩ của mình thật sự ngây thơ và trong sáng, không hề biết gì về cuộc sống vợ chồng. Lệ Thu chỉ nghe theo mẹ với nỗi lo sợ trở thành bom nổ chậm mà thôi. Một cuộc hôn nhân lạnh lẽo đơn phương, cưỡng không được, mơ mộng cũng không xong, gắng gỏi chỉ thêm khổ đau. Thế là hai người chia tay. Nhưng cũng từ đây, giọng hát của Lệ Thu ngày càng trở nên sáng giá. Một lúc, cô hát trong mấy trung tâm ca nhạc và sàn nhảy. Họ tranh giành thời gian với cô, cái tên Lệ Thu gắn liền với vũ trường tự do từ năm 1962, rồi sau đó là vũ trường Queen Bee và sàn nhảy Ritz từ năm 1968 đến năm 1971. Rồi cô trở thành giọng ca độc quyền thu băng đĩa của hãng Joe Marsden nổi tiếng. Trong thời gian này, cuộc đời Lệ Thu nảy sinh cuộc tình mới cùng một khán giả từ Pháp trở về. Chính những ca khúc tiếng Pháp mà Lệ Thu hát đã cất lên tiếng gọi tình yêu của anh chàng kỹ sư tên Sơn này. Đây là một cuộc tình thật sự như mơ của Lệ Thu. Hai người đi đâu cũng có nhau. Họ tiến tới hôn nhân và có hai cô con gái xinh đẹp lần lượt chào đời. Nhưng rồi sự nghiệp ca hát đã cuốn Lệ Thu vào những tháng ngày phiêu du bất tận. Lệ Thu nổi lên như một ngôi sao sáng bên cạnh những giọng hát như Khánh Ly, Thái Thanh và Bạch Yến. Tình cảm gia đình dần sứt mẻ, tình yêu phai nhạt khó giữ nổi hai người sau 7 năm chung sống. Hạnh phúc tan vỡ như một sự tất yếu. Lệ Thu lại dành hết tâm trí mình cho những ca khúc và hết lòng cống hiến cho khán giả. Nói đến Lệ Thu là nói đến những ca khúc làm say đắm lòng người như Hoài Cảm, Cùng Tiến, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Trường Sa, Mùa Thu Chết, Phạm Duy, 10 Năm Tình Cũ, Trần Quảng Nam, Thu Hát Cho Người, Vũ Đức Sao Biển, Nước Mắt Mùa Thu, Phạm Duy. Đặc biệt sau này là album Sơn Ca 9, giọng hát Lệ Thu được phát hành với số lượng lớn trong năm 1974. Và cũng trong năm tháng này, cuộc tình mới ập đến như cơn gió lạ đối với trái tim đầy tổn thương của Lệ Thu.
đó là nhà báo Hồng Dương, nổi tiếng lúc đó. Một cuộc tình như trẻ lại, với những ước vọng hạnh phúc bao la trong tâm hồn ca sĩ. Chỉ một năm sau đó, Sài Gòn được giải phóng. Hạnh phúc đã ban cho hai người một cô con gái xinh đẹp đặt tên là Thu Uyển. Những biến động xã hội tạo nên sự xáo trộn bất thường. Nhiều người đã bỏ quê hương ra đi. Lệ Thu không hề nghĩ tới điều đó, mặc cho nhiều người lôi kéo dụ dỗ. Nhưng hạnh phúc trở nên thật sự mong manh. Lệ Thu phân vân giữa ngã ba đường. Đi hay ở khi còn mẹ già, con nhỏ và hôn nhân trắc trở. Trong thời gian này, Lệ Thu vẫn đi hát cho đoàn kịch Kim Cương và bắt đầu tập những ca khúc cách mạng. Không ngờ những ca khúc mới đã đem lại cảm hứng đột xuất cho Lệ Thu. Cô đã biểu diễn rất thành công những bài hát quen thuộc, Tự Nguyện, Trường Quốc Khánh, Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát, Huy Du và Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, Phan Nhân. Ngỡ như cuộc hồi sinh mới trong sự nghiệp ca nhạc của Lệ Thu đang bay bổng, thì cuộc hôn nhân tan vỡ. Mỗi người một ngả, nhà báo Hồng Dương chạy theo những cuộc tình khác, Lệ Thu ôm con và nuốt hận ra đi. Khi sang tới đất Mỹ năm 1980, ở tuổi 37, ca sĩ Lệ Thu tiếp nối những vinh quang trong gần 20 năm sự nghiệp ở nước nhà. Một giọng hát đầm thắm, quyến rũ và sang trọng đã gây ấn tượng đặc biệt đối với khán giả hải ngoại. Họ yêu tình cảm nồng nàn nhưng không kém phần day dứt của Lệ Thu qua mỗi câu hát. Họ lại thương những cung bậc pha chút hờn oán và khao khát một tình yêu chân thành trong tâm hồn người ca sĩ. Đó là những lời ca đã ám ảnh lòng người của Lệ Thu. Đôi khi khán giả quên đi tên bài hát và chỉ nhớ những lời ca mà cô đã trao cho họ. Mỗi khi Lệ Thu hát, họ nhẩm theo. Lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người, đâu ân tình cũ. Chớ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Hoài cảm. Có những lúc mọi người cảm thấy những lời hát như vận vào cuộc đời thiệt thòi của chính người ca sĩ. Những câu hát đầu tiên mà Lệ Thu hát qua bài Tà Áo Xanh, Lúc Anh Ra Đi Lạnh Giá Tâm Hồn, Hoa Mai Rơi Từng Cánh Trên Đường, Lạnh Lùng Mà Đi, Luyến Tiếc Thêm Chi, Hoa Tàn Nhạc Bay Theo Không Gian, như một sự dự báo cho cuộc đời bất hạnh của cô gái trẻ khi ấy mới 17 tuổi. Có lẽ thế, đến cuộc tình thứ tư đến với Lệ Thu vào năm 1988 cũng vậy. Ngỡ như những rung động về nụ hôn tình yêu đầu tiên quay về. Không phải một cuộc tình sét đánh nhưng đã làm Lệ Thu ngộ ra giấc mộng có thật về tình yêu giữa hai người. Chính vì thế, giọng hát Lệ Thu vào thời gian này bay bổng với nỗi niềm đam mê trong những bài ca. Một âm sắc tràn đầy hy vọng và niềm tin yêu cuộc sống trong Thu Hát Cho Người và xào giạt hơn trong những bản serenade mộng mơ. Ấy vậy mà, Lệ Thu lại bị ông trời cướp mất niềm hạnh phúc. Cuộc tình tan tác như cơn ác mộng mà nữ ca sĩ muốn chôn giấu vĩnh viễn. Từ đó, mọi cảm xúc Lệ Thu dồn hết cho những bản tình ca buồn. Những biến tấu về mùa thu vàng và dịu dàng nỗi niềm trong hoài cảm, bất tận với nỗi niềm, chiều buồn len lén tâm tư, mơ hồ nghe lá thu mưa, giạt rào tựa những âm xưa, thiết tha ngân lên lời xưa.